bạn. Đây hôm nay mình có một nhân vật nổi tiếng á, có tham gia chương trình rất là vinh hạnh của mình nha. Hello, hello em. Hello mọi người nha. Kambonotos Turkestanikos. Trời ơi, cái tên nó dài chưa. Dính đầu là dịch em buồn buồn, cái em lên YouTube em coi mấy cái của nước ngoài, cái từ từ em dính. Gặp được hai bạn nhỏ này rất là mê động vật luôn, nhưng mà mê theo cái hướng tích cực. Nó coi anh không à, nó bị một cái ổ đó rồi, nếu mà con khác vô đánh kẻ xâm phạm tới chết. Ồ, con mấy con cánh cam hồi xưa nhỏ bên đây chơi ấu trùng quá trời luôn. Wow. Còn bên này là căn hộ chung cư. À cái này cũng là một cái tăng kiến luôn các bạn. Chắc ướp Ai Cập. Con này là con Isobot nè. Bữa nào cũng làm thùng Isobot chơi coi. Hiền ghê á. Muốn thăm trúng thưởng được tặng một bạn nào, bạn Win. Nước sẽ thấm qua cái bông gòn này, con kiến ở đây nó sẽ uống nước ngay chỗ này. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ok, rồi ok em. Lấy thêm tiền. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, mình đang ở Best Coffee Garden số 91, 91A Long Bình Tân, phường An Lạc, quận Bình Tân. What? 91A Bình Long, phường Bình Hưng Hòa. Chết chết lộn. 91A Bình Long, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Best Coffee Garden của anh Hòa Dương. Thì hôm nay ở đây có buổi ốp kiến nha các bạn. Rất là đông vui luôn, mình cũng không ngờ là anh em đam mê kiến đông như vậy luôn á. Tập trung rất là đông vui, sôi nổi. Bây giờ cùng mình đi vô khám phá coi là ốp kiến có cái gì hấp dẫn nha. Đây là toàn là các thành viên đam mê kiến không à. Ngồi chơi. Ồ, đây là cái tăng kiến. À, của team mình hả? Team mình lên đó em. Đang dọn hàng lên hả? Ồ, tuyệt vời luôn. Đây các bạn, đây là cái tăng kiến do team của này là tăng kiến Việt Nam. Cái này của tên là tăng kiến Việt Nam luôn hả? Ờ. À này của bạn Nhật hả? À của bạn Nhật Nguyễn tăng kiến Việt Nam hả? Ờ, em Nhật Nguyễn hả? Ờ, hello em. Ok, tuyệt vời. Rồi rồi, ok anh em dọn hàng đi. Để các bạn. Rồi đây chuẩn bị lên phát biểu chia sẻ đâu. Đây cũng là một cái gian hàng của một tăng kiến luôn đang dọn qua. Tới ta gặp lại bạn Trần Lan. Bạn Trần Lan chúng ta thấy bộ môn nào cũng có mặt bản trong đó. Rồi để đây luôn đưa đó. Ủa này là đồ chơi, đồ giả hay là... Thiệt đó anh. Thôi vậy thôi mới, đi. Mới khảo cổ ngân á. Thiệt luôn á hả? À, này đồ chơi hay gì á? Tụi em mới đục lên anh ơi. Mới đục ra đó. Thôi này đồ chơi các bạn, đồ chơi bằng nhựa. Quá dữ luôn. Này có sóc chuột. Đây những tăng kiến, đây là những bạn kiến nuôi trong cái ống nè. Kiến này kiến ăn hạt nè. Ủa em còn cái này là cái bộ sưu tập cái gì? Bò cánh cứng. Bò cánh cứng đâu hả? À, có kiến luôn. Cái này cũng của team mình làm luôn hả? Cho anh mượn cái cảnh này coi được không ta? Này bán hả? Này anh em bán trưng bày hả? Hôm nay trưng bày. Này là quá trình của anh em chơi và sưu tập lại hả? Ồ. Có kiến hả bạn? Này là dán Madagascar phải không ta? Dạ đúng rồi. Dán Madagascar nè. Có mấy con cánh cam hồi xưa nhỏ mình hay chơi. Quá đã luôn. Còn này gì ta? Mồi cho kiến đó. À. Nhộng hả? Mấy con nhộng hả? Nhộng sấy khô. Nhộng sấy khô hả? Ồ, trong này cũng có kiến sẵn luôn rồi nè. Ê, quay máy này. Ồ, quá trời kén luôn nè các bạn. Quá trời ấu chứ đâu. Ấu. Ấu trùng quá trời luôn. Wow. Phê ha. Còn bên này là căn hộ chung cư. Từng ngăn một. Em có nuôi kiến không?
em á nha. À, trời này ký đi dính lắm á. Dính không rút ra được luôn. Dính không rút ra được luôn á, lúng luôn. Này của em hả? Ở nhà có nuôi ổ nào không? Mấy ổ chứ chứ. À giờ mới tuyển về. Ồ. Này là giọng gì em? Camponotus turkestanicus. Trời ơi cái tên nó dài chưa. Em nuôi chơi kiến lâu chưa? Cũng lâu. À, tìm hiểu nghiên cứu cũng lâu rồi hả? Ồ, dính luôn hả? Dính sao nào kể cảm giác dính sao nào? Dính đầu là dịch em buồn cái em lên YouTube em coi mấy cái của nước ngoài cái từ em dính. Ồ mê tới giờ luôn là tìm hiểu học hỏi cũng nhiều lắm rồi ha. Như cái bài này thì mắc không? Trên 500 là mấy có quyền với lại nhiêu đây quật cơ 20 quật cơ. Ở nhà mình có tăng sẵn rồi. Như cái tụi này dễ nuôi không em? Campo thì dòng này tương đối dễ. Tương đối dễ hả? Nó cũng ăn đường với đạm côn trùng. Ăn đường với đạm côn trùng. Này cũng là cồng kiến của Việt Nam. Dạ không, kiến nhập. Nhập quốc nước nào ta? Không rõ nhưng mà cái này là cũng là kiến nhập. Ừ. Nó phù hợp với cái hậu Việt Nam mình không? Dạ cũng phù hợp. Anh cũng đang nuôi bầy Singularis với Siam Bang nhưng mà anh đang gặp vấn đề về nhiệt độ. Nhà anh nóng quá, với trời nó đang nóng lên nè. Tại Singu là nó gì đó, nó bản địa ở Tây Bắc Việt Nam. Ừ, nó mát hơn, cần mát đúng không? Anh đang làm một cái tủ mát để cho nó nuôi trong đó cho nó khỏe, còn giờ nó núp ở dưới nét không à. Trốn không có lên outward. Đang cải thiện dạ Singu á. Thấy nghe nói cái dòng đó khó nuôi đúng không? Thì nhiều anh em nói khó nuôi. Mà mình nuôi thấy nó cũng dễ. Có điều lúc trước nó mát á thì thấy nó còn bò lên nó ăn. Còn này nóng quá nó núp ở dưới này không à. Bây giờ đang đặt làm một cái tủ mát để cho nó mát mẻ cho nó đi ăn lại. Thấy nó có đẻ ra ấu rồi. Như bên bò sát nữa đúng không? Đúng rồi, bò sát. Giờ em đi đủ món luôn. Dạ. Cũng vô mấy tổ rồi. À. Anh nhà anh nuôi nhiều không? Nuôi chắp giò với lại Campo Auri à. À chắp giò. Bữa em cũng mới đi bụi bày chắp giò. Chắp giò thấy khó quá ta. Thì tại không có duyên với nó. Nhiều anh em nói chắp giò lại dành cho newbie mà mình không có duyên. Chắp giò dễ chứ, thấy nhiệt độ ổn định rồi nó sống ào ào à. Ờ. Bữa bậy nhà em nó cứ rụng con rụng hoài luôn. Nhà anh mấy tổ anh? Hai tổ chắp giò, hai tổ Campo Auri. Vui à. Còn là đi bắt về nuôi không ạ? À bắt về nuôi. Ủa bắt ở đâu? Ở dưới quê á, dưới quê nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ừ. Ồ hay quá, bữa nào đi xuống dưới quê nhà anh dẫn dẫn bắt đúng không? Đào nhầm con cái tổ trên vô xa. Đào mà lên tới lưng quần luôn rồi chưa thấy bích hang đâu. Còn nghe hấp dẫn quá ta. Tại sao anh có biết win không? Người bắt sao biết lựa con win ra hả? Coi tổ nó có win không? Không có tùy, tại có nhiều loại cá bò thì coi như là win con nó to đó, mình dễ biết. Đúng rồi. Còn cái con kia thì mấy dòng sơ mi thì khó phân biệt lắm. Đúng rồi. Nhiều khi đem về nhà tới nhìn nuôi hồi mới phát hiện là không có win. Khó là phân biệt, có mấy con nó giống giống nhau khó đúng nhìn. Đúng rồi, cái dòng sơ mi nó chỉ hơn nhau có chút xíu à. Đúng con rồi. Win nó hơn con quật có xíu à. Đúng rồi. Chứ còn mấy con bự thì dễ tìm mà dễ nhìn nè. Các bạn thấy là cái bộ môn kiến nó thu hút rất là nhiều người chơi và đa dạng về lứa tuổi luôn ha. Trẻ có, trở như mình cũng có, rất là thích. Đi ớt mọi kiến mà đem con này heo là đúng bài luôn rồi đó. Phun mồi luôn. Ok, em Kiều anh. Giờ mình đi vòng vòng nó coi, để coi còn gì nữa. Ôi ôi ôi. Hello em. Hôm nay thì anh đi vòng vòng chơi. Em thấy đang single của anh nên em bắt trước em làm đàn. Ờ làm rồi hả? Quá đã luôn. Các bạn mình nuôi xong rồi mấy anh em thấy vui vui nuôi quá trời. Single của em khỏe không? Thì nó cũng ăn uống bình thường nhưng mà thấy nó săn xong nó để đó chứ nó không ăn. Anh nó ăn nhiều không? Anh nó ăn cũng nhiều mà mấy bữa nay nóng quá nó rút ở dưới nét không? À, anh đang làm tủ mát cho nó lên lại ao quơ. Của em á thì nó ở trong nét nhiều mà nó ở ngoài khoảng 15-20 con gì nó canh cửa. Lúc trước anh á là nguyên một bầy nó là coi như 80% là nó trên ao quơ luôn. Nó bò đi nhìn nó mạnh lắm. Thì lúc này nó lại rút xuống dưới nét không à. Nó vẫn mạnh nhưng mà rút dưới nét không à, chắc nóng quá.
anh đang làm cái tủ mát cho nó. Của anh là nó có ăn uống bình thường. Ăn uống bình thường, ra ấu luôn. Của em nó có lôi cái mồi xuống dưới nét nó không ta? Không, nó để ở ngoài thôi. Của anh nó lôi xuống dưới nét luôn. Của em nó săn nó dưới xong để nó luôn không ăn luôn. Của anh là nó lôi xuống xong rồi nó ăn xong rồi nó chấp cái xác quăng bên một đống vậy nè. Của em nó cũng có cái em có để một cái chén á, xong rồi nó mang xe rác rồi xác rồi nó chất hết vô nó, nhưng mà nó không lôi cho chồng. Cũng hay ha, mình chơi kiến mình quan sát mấy cái nó là lạ. Ngoài bài single rồi còn nào nữa? Em có HP với lại Carbonicus. HP nghe nói cũng dễ xét lắm. HP nó sang đẹp, nhìn đã. Với em đang dưỡng cái Winchester đó. Quá hay luôn. Anh em nuôi kiến đông ghê luôn các bạn, vui quá. Ok, thank you em. Vậy là cái hội này rất là đông luôn, anh em cứ vô chơi ha. Tha hồ bạn bè để cho anh em học hỏi lẫn nhau luôn. Để qua phỏng vấn bạn Trần Lan coi. Xin chào bạn Trần Lan. Qua đây ngồi cho nó vấn ngắn phỏng vấn xíu à. Phỏng vấn nữa. Sao hôm bữa qua nhà chơi không nói có nuôi kiến luôn? Chưa nuôi hả? Đây, cái này trong ban tổ chức hả? Bạn em trong tổ chức. Trời ơi, trong ban tổ chức hả? Thì nó tính làm bài nào không? Dạ, chắc sắp rồi. Sắp rồi hả? Đồng vui quá đi. Đồng vui. Mà cái thành phần người chơi á, từ nhỏ tới lớn luôn. Anh cũng không ngờ là đông vậy luôn. Mà hỏi một em nhỏ thôi mà cũng dành tên kiến hấp dẫn luôn ha Thuận. Các bạn thấy kiến không hề là dễ chơi các bạn ha. Hồi nãy chúng ta có phỏng vấn một bạn nhỏ xíu, bạn đó mình nghĩ chắc cỡ 6-7 gì đó. 6-7 tuổi gì đó, mà rất là rành luôn. Đọc cái tên tiếng Anh đọc xong cái đứng hình luôn, tên nó dài quá. Cho nên là chơi kiến cũng không có dễ đâu, phải tìm hiểu, phải học hỏi rất là hay, tại vì nó nhạy cảm. Bây giờ em lên sáng giờ ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, rồi set up hết. Em thấy cái môn này chơi giống như là tìm hiểu khoa học á. Đúng rồi. Thích lắm mà người lớn người ta cũng thích dẫn con nít tới mà chơi thôi, đúng không? Này nó phát triển tư duy. Tư duy. Rồi khả năng tìm, đọc, hiểu vấn đề rất là hay luôn á. Tại vì mỗi loại kiến cái tập tính nó khác nhau, rồi thức ăn nó này nó ghép đôi rồi cho nó cũng khó. Rồi nó phải tìm hiểu, mấy tụi nhỏ nó phải tìm hiểu cái đó hết. Cái xã hội hóa của nó rất là không hề đơn giản. Nhưng mà bộ môn này mình nghĩ nó sẽ trong tương lai sẽ phát triển tương đối mạnh. Nó cũng không quá khó tiếp cận và không có tốn không gian không này nọ. Cái chúng ta cần là trang bị kiến thức, không có đơn giản này không có ẩu được. Đúng rồi, kiến thức không đơn giản đâu nha. Cái này nuôi con cá con gì ẩu thì còn sửa chứ cái này khó sửa lắm. Này thì hôm nay cái chương trình của mình có gì không ta? Có quà dạ, tặng có một xíu mấy cái trên bàn là tặng hết luôn á. Nhiều quà lắm, em cứ chừng là giống như ai tới cũng có quà luôn á. Nhiều lắm. Anh chưa thấy sợ gì không đủ quà thôi. Anh chưa thấy gì của anh á. Dạ. Không đủ quà để ta. À, vô là có tặng mình hai cái phiếu rút thăm trúng thưởng các bạn, để lát coi có trúng không. Dạ. Hay quá, mấy cái nét là bên team của em là cũng có dựng xây luôn hả, mấy bạn của em á. Dạ đúng rồi. Từ vẽ, từ thiết kế và xây dựng là một cái hang động kiến dựng hay lắm. Cái đâu có dễ đâu, anh thấy phức tạp quá trời. Dạ, phức tạp. Mà anh đang mộng làm một cái tăng nó bự vậy nè. Để kiếm được cái bài. Anh đang nuôi mà đúng không? Anh đang nuôi. Anh đang nuôi nhưng mà cái hôm trước trời nó còn mát thì tụi nó còn khỏe. Cái này trời nóng quá nó bị nó nút ở dưới không à. Dạ. Trong mát. Cho nên là anh mới đặt, anh đang đặt một cái tủ mát để nuôi luôn. Vậy thôi làm phòng mát luôn. Tại mới có hai cổ rồi làm phòng mát thì nó phí điện quá, từ từ. Trước mắt là hai cái tờ, là cái tủ trước cho khoảng được 4 cái tổ, 4 cái nét. Rồi nếu mà còn dính sâu nữa làm nguyên cái phòng luôn. Dạ. Kiến này vui á. Kiến này chắc dính chắc nữa rồi. Cái tụi chim gì á, gì đẻ chưa? Dạ, cút màu hả? Chưa. Cút màu với lại con kia màu sắc nhiều hơn con gì ta? Chim cu hả? Cu màu á. Chim cu Indo. Cu Indo. Nó mới ghép cặp được thôi chứ. Còn mấy con vịt nở chưa? Chưa. Chưa luôn, lâu dữ vậy? Trứng nó hư rồi. À, dưới anh đẻ được 6 trứng rồi. Thấy vịt mái nó ấp quá trời luôn mà không biết có nở luôn. Em thấy để cho tự ấp ok hơn á. Có cái bạn ở công an tự ấp ra vịt con. Hy vọng kỳ này có vịt con. Dạ, trời ngầu cũng rồi. Em đang nó đang đẻ một bầy mới, một ổ trứng mới rồi. Có lý á, để coi có hú không. Đi với bạn gái hả? Dạ. Với bạn hả? Dạ bạn. Ok, hôm qua ngồi chơi làm việc lâu quá. Buồn ok, buồn ngủ quá hả? Ừ.
set up từ sáng giờ. À, bạn đứng trên sân khấu là bạn Nhật. Bạn Nhật đang giới thiệu về cái dòng kiến người hay chơi. Cái này nhìn lạ quá ta. Này là mình làm để thông vô hả? Có thông qua thông lại hay? Này anh để ra cái bàn cho anh dễ thấy được không ta? Kéo nguyên cái này ra được. Cái kéo này để đây cho anh dễ quay được không em? Dạ được ạ. Ủa tại sao mình không có làm nguyên cái này luôn mà mình để vậy để làm gì em? Tăng em thiết kế khác anh. À tăng, đây là một cái kiểu tăng khác hả? Dạ. Đơn giản ráp lắm, ráp lẹ thôi. À. Ôi quá trời ấu luôn nè các bạn. Quá trời ấu luôn à. Đây còn bên này nữa nè. Ồ này là dòng ăn hạt. Tăng không có nhiều kiểu thiết kế các bạn ha, kiểu này là kiểu đơn giản và làm những cái cầu đường ống để cho nó đi. Món mà các bạn của mình mà nó phát triển nhiều á, mình cũng ráp tăng vô, mình dùng những cái ống này để mình nối hai cái nét với nhau, hai cái tăng với nhau. Số đầu tải này, những cái dòng kiến này, những dòng kiến ăn hạt ha. Ủa này này không có con kiến nào hết. Này hẹt không à? Anh mượn một bạn sóc chuột chơi được không ta? Cái này có chân của ai? Lan hả? Sẵn hôm bữa bạn nào hỏi về sóc chuột rất là nhiều đây. Sẵn này nữa đây. Đùi như sóc ấy à. Theo là mấy cái dung dịch chất ngoan ghê. Rất là nhiều bạn sẽ thích. Dễ cưng không? Tiếp theo là mấy cái dễ thương lắm. Hiền ha, không có nhồi ha. Không có nhồi. Ok con. Sóc này sóc chuột. Cái giờ cái ha. Ok. Không có cắn, giờ nhẹ thôi, giờ mạnh quá. Đó. Vuốt nhẹ nhẹ thôi. Em có chìm bơi với đẹp không? Dạ. Nằm ngon. À, hello ông. Đúng rồi em. Hiền ghê á. Cái móng của nó cũng nó sắc lắm ha, mấy con khác nó ù cái móng nó sắc. Sắc bay móng cào, xước hết tay. Con này anh bán sao mà? Còn là 400 Dễ cưng quá. Đi qua bên cái quầy bên này. Đây hôm nay mình có một nhân vật nổi tiếng anh để tham gia chương trình rất là vinh hạnh của mình nha. Hello 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 em. Hello mọi người nha. À mấy bạn ơi, cái chương trình mà hấp dẫn nhất hôm nay là cái chương trình mà có công trúng thưởng ha. Thì
không đợi mấy bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình tiến hành luôn số 5 ha mấy bạn. Ồ, xác ướp Ai Cập trên tay lá phiếu của mình nha mấy bạn. À, cái này cũng là một cái tăng tiến luôn các bạn. Admin Đỗ Cao Minh có thể nói là một trong những cái con người sắp những cái viên gạch đầu tiên cho các con chàng nuôi chiến ở Việt Nam. Vỗ tay, vỗ tay. 7-8 năm trước thì Đỗ Cao Minh là một trong những người mà nuôi những con chiến đầu tiên ở Việt Nam. Wow. Bây giờ mình sẽ nhờ bộ môn nào cũng có, sẽ có những người người ta thử nghiệm đi trước. Đó. Đây các bạn, đây cũng là một cái tăng kiến nha. Hôm bữa mình được tặng cái kiểu hình gốc cây, còn cái này là cái kiểu gì đó, xác ướp Ai Cập. Con này là con Isobot nè. Đúng không? Isobot. Đẹp. Bữa nào cũng làm thùng Isobot chơi coi. Đây là những cái chén đựng nước của kiến các bạn, nó nhỏ nhỏ vậy nè. Đựng nước. Nước cho kiến uống. Sớm sớm kiến thiết bắt đầu nha các bạn. Nãy giờ mấy bạn nhiều người đợi ngồi đợi chắc cũng 2 tiếng rồi. Ok các bạn, gặp được hai bạn nhỏ này rất là mê động vật luôn, nhưng mà mê theo cái hướng tích cực, mê mà có tìm hiểu đồ nghiên cứu. Ok. Này là anh hả? À, ba. À, ba luôn hả? Trời, hai anh em giỏi dễ sợ luôn. Nó cứ coi anh không à, giỏi quá trời luôn, hỏi gì biết cái đó mà chính xác luôn. Ok các bạn, đây là ba của hai bạn nhỏ này ha. Và nãy giờ ngồi nói chuyện chơi á là thấy rất là đam mê luôn. Ở nhà đang con đang nuôi cái gì? Dạ là ba, dạ là hai con thằng đằng da báo với một con ốc mượn hồn với một đại cá với một con cá bê ta. Rồi hồi nãy con mới có mua một con rất electric, là một con thằng đằng da báo màu đỏ cực. Cái con mê động vật từ khi nào? Dạ từ lúc cỡ 8-9 tuổi. 8-9 tuổi hả? Nay mấy tuổi rồi? Dạ nay có 12 tuổi rồi. 12 tuổi rồi, nãy giờ chưa hỏi tên luôn á. Hai anh em tên gì? Dạ em con tên Nguyễn Huỳnh Duy Phát, rồi con thì tên Nguyễn Huỳnh Duy Phúc ạ. Rồi tự tin quá các bạn, quá tự tin luôn, thích ghê luôn á. Rồi mấy cái mà động vật mà con thích, con tìm hiểu là tự con lên mạng con coi rồi con đọc hả? Con dạ, tìm thông tin đọc hả? Dạ, tự luôn. Quá tuyệt vời luôn á. Coi YouTube của mấy cái kênh thì động vật rất là nhiều, nhưng mà bạn biết coi á và ghi nhớ nha, chứ không phải là coi theo kiểu dạng giải trí nó trôi qua mà nhớ rất là nhiều luôn. Dạ. À, có thích kiến không? Dạ cũng có. Có tìm hiểu hả? Dạ. Tìm hiểu được cái gì về kiến kể cho dạ, chú với mọi người nghe chứ. Dạ thường thường mà nếu là nói về kiến mà nếu mà cùng đó là ví dụ cái ổ đó mà nếu mà con khác vô cái ổ đó cùng một loài không mà dân ổ khác vô là nó sẽ đánh kẻ xâm phạm tới chết. Sẽ cũng có vẻ sẽ là sẽ ít loài nó sẽ cho vô luôn không. Cũng có vài loài sẽ vậy. Có kiến là nó sống theo cái cộng đồng á các bạn, ý Phúc hả? Dạ đúng rồi. Phúc nói là khi mà con queen nó ngủm á, nó ngủm đi á thì mình cái đàn đó nó sẽ coi như là mất mất cái người thủ lĩnh đúng không? Dạ đúng. Và cái đàn đó nó sẽ rụi từ từ các bạn, mà không phải là mình đưa một con queen khác vô thì nó sẽ được đâu, mà là coi như cái đàn đó nó sẽ như là gọi là gì, rắn mất đầu á, như rắn mất đầu luôn á, là từ từ nó sẽ rụng ha. Và khi mà chúng ta ghép vô á thì có loài ghép được nhưng mà rất là ít, đại đa số là không được đúng không? Ừ. Ví dụ như loài nào ghép được con biết không? Dạ con nghiên cứu thì con cũng hơi ít nghiên cứu. Kiến thích nghiên cứu nhất là dòng gì? Dạ là nói về bò sát. Bò sát hả? Trong bò sát thì thích nhất con gì? Dạ là như là Tego Rhino, rồi Rock Cuban Cayman, rồi Speedy Tail, rồi Lesser Iguana. Trời ơi, quá giờ đây luôn. Nãy có chia sẻ là thích con Lesser của mình, thích con Thor của mình á. Mình ở đây hay là ở An Giang? Em á, em ở quận 10 á. Quận 10, à nãy bé nó nói là quê là ở dưới Long Xuyên. Dạ. Có qua bên Long Xuyên là có biết Nghĩa Đào với lại Quỳnh Thanh Giàu á nha, hai em nha. Có qua nhà Quỳnh Thanh Giàu rồi hả? Dạ, đẹp không? Eagle của chú Giàu đẹp không? Đẹp to. Đồ đẹp hả? À, tại sao chưa có thử sức với Eagle? Do nhà chật với lại đồ con cũng bận học nên là... À, bận học. Ok, quá tuyệt vời. Hồi nãy chú thấy con mới tuyển
tiễn một bé LG đực về để cho phối hả? Thì này là thử nghiệm để cho phối thử đúng không? Dạ đúng rồi, do bạn Lê Minh Phót nhỏ quá, bây giờ mới cái to không thể. Còn có nghiên cứu về gen của LG không? Dạ cũng có. Nếu mà hai dòng đó phối với nhau thì ra dòng gì? Dạ, là chắc nghĩ là hét hoặc ra một cái loại dòng khác. Ồ. Nếu mà con thích LG mà thích tìm hiểu về gen, con coi kênh của chú Mr. Best đó, chú Hoàng á. Dạ đúng rồi. Chú Hoàng không? Là chuyên gia về LG luôn. Con tại gần nhà luôn hả? Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Mua hai mấy lại mua phó cái này rồi mấy chị. À là bên chú Hoàng á hả? Rồi, giờ quá dữ rồi. Tự tin vô cùng các bạn. Đúng là thế hệ trẻ tự tin vô cùng luôn. Rất là giỏi luôn. Rồi còn tâm đắc với dòng nến nào nữa? Nếu mà lớn thì con chỉ muốn nuôi những loài như là Tegu. Tegu hả? Tegu nó có gì hấp dẫn con? Dạ bởi vì mấy cái tính nó như là nó dễ nắm sát được tâm lý vậy, rồi nhìn to cũng ngầu. Ngầu ha. Tegu thì nó có mấy màu luôn á, thích màu nào? Dạ là black and white. Black and white, hỏi gì nữa? Và red. Red. Blue thấy chưa, gặp blue ngoài đời chưa? Rồi, rồi, rồi. Blue nó cũng hơi hiếm hơn hai dòng kia. Còn gì nữa? Nếu mà nói về là thì dòng đột biến thích nhất thì có Albino. Albino, rồi Albino xịn dữ rồi. Albino xịn rồi, không xịn hay. Quá rồi, còn nó chú giới còn chưa tới luôn. Albino thì qua nước ngoài cả đống, còn gì còn không thấy. Ừ, tuyệt vời luôn. Hay quá. Nếu mà bây giờ mà trong tương lai con thích làm nghề gì, có liên quan gì tới động vật không? Con sẽ mở cái shop ốc hoặc là con sẽ làm vài cái nghề khác. Nếu mở shop thì con sẽ bắt phụ kiện cho vật sát rồi. Quá dữ rồi, tuyệt vời, thích quá. Ok con, thôi chúc con đạt được nhiều cái mong muốn của mình ha. Dạ. Như thành công hơn ha, giữ luôn cái đam mê với động vật như vậy. Chú cũng mê động vật, chú mê từ nhỏ luôn á. Dạ. Nhưng mà chú hồi nhỏ lúc bằng tuổi con thì nói về độ mập mạp á thì cũng chở con á, lúc nhỏ bằng cỡ này á, nhưng mà độ gọi là hiểu biết chắc không hiểu biết nhiều bằng nha, tự tin cũng không tự tin bằng nữa. Cũng nhờ mấy chú up lên YouTube rồi đó, coi nó sẽ biết đó. Nếu nói về động vật mà cái kênh xem nhiều nhất thì Không Giới Hạn Niu. Hay xem cái kênh đó gì, kênh gì chứ? Không Giới Hạn Niu. Không Giới Hạn Niu hả? Chú cũng chưa biết kênh đó, rồi giờ chú coi thử. Kênh đó cũng về bò sát rồi, về động khủng long tiền sử và động vật. À, đó là dạng cái kênh mà cung cấp thông tin với ngồi nói rồi cung cấp thông tin. Ok, tuyệt vời. Quá tự tin luôn. Thank you con nha. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi, giỏi quá. Ok. Cảm ơn nhiều anh. Ok. Quá giỏi luôn. Ok con. Dạ. Lần sau là chú phỏng vấn con á, chưa gì hết mới ngồi xuống rồi. Đừng có quay con nha, đừng có quay con nha. Ok con. Giỏi quá, tuyệt vời quá. Ok các bạn, ở trên kia thì bạn Nhật đang giới thiệu về cái một cái tăng đó, về cái chức năng của từng cái bộ phận và giải thích những cái câu hỏi cho anh em newbie muốn vô cái bộ môn kiến này rất là rõ ràng ở trên kia. Thì hôm nay là team tặng rất là nhiều quà tặng cho anh em newbie. Hey, trả lời câu hỏi được tặng đâu rồi, cho anh mượn ở đây. Bốn thăm trúng thưởng được tặng một bạn nào, bạn Win. À, trong này đang có ấu luôn. Thì bây giờ cứ để vậy nuôi thôi, không có cần cho ăn gì cả. Thì từ từ ấu nó sẽ nở ra khoảng chừng 10 quật cơ. 10 quật cơ ở đầu mình sắm một cái tăng nhỏ nhỏ mình nuôi lên. À, này là nước nè. Nước sẽ thấm qua cái bông gòn này, con kiến ở đây nó sẽ uống nước ngay chỗ này ha. À, đơn giản là vậy thôi. Ok em, có quà tặng rồi. Ok các bạn, thì chương trình thì còn rất là nhiều, nhưng mà mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì chia sẻ với các bạn là cái phong trào nuôi kiến đang đứt được rất là nhiều người cảm thấy hấp dẫn và tìm hiểu ha. Và chơi kiến không có hề dễ, phải tìm hiểu, phải có kiến thức về nó rất là nhiều. Thì đây là một môn mình thấy rất là hấp dẫn luôn, kích thích mình phải học hỏi, phải tìm hiểu. Ở trong đây các bạn có thấy là rất nhiều bạn trẻ, rất là nhiều bạn nhỏ xíu luôn, nhưng mà lại có cái sự tìm hiểu cũng như là kiến thức rất là nhiều luôn, đồng thời cũng thu hút rất là nhiều người lớn, trong đó có mình. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Hẹn mọi người ở clip lần sau. Bye bye.